cái là mình thích đấy. Và thứ nhất đây là một thương hiệu đến từ Việt Nam. Tuy nhiên dù là đến từ Việt Nam nhưng các sản phẩm của Navision á đều được cái độ hoàn thiện á, với cái độ thẩm mỹ á, nó cực kỳ đẹp, mà nó đưa vô gia đình nó cực kỳ hợp luôn á. Cái bon này là một, là con thứ hai là mấy con mà âm ly của nó cũng vô cực kỳ đẹp luôn. Ngoài ra có con micro nó, bên mình cũng có con micro của nó, đây cho mình cho mọi người coi con micro của nó, nếu mà nó đi cùng bộ với nhau á nó đẹp cỡ nào. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel ha. Thì tiếp tục với cái series giới thiệu những cái sản phẩm mới mà bên mình mới đưa hàng về á, thì hôm nay tiếp tục là một cái sản phẩm mới nữa. Sản phẩm này sẽ là cục đẩy ha. Cục đẩy này thì đến từ thương hiệu Navision. Mình vào đề tài nhanh luôn cho mọi người đỡ phải chờ đợi lâu, vì cái này nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó. Là chẳng qua mình muốn giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mới. Navision Audio ha, series của nó là đây. Nó 1000 đây. Đó. Con này á mọi người thấy nó bự không? Vì nó là cục đẩy 4 kênh ha. 4 kênh đây. Mọi người nhìn thấy liền luôn. Cứ mỗi cái núm này là một kênh. Đó. Mình thích cái cục đẩy Navision này á bởi vì á nó khác với hoàn toàn với các cục đẩy khác mà bên mình hay bán. Chẳng hạn như Crown hay là Waffadel hay là rồi Paramax rồi nhiều cái nữa. Thì những cái cục đẩy đó thì người ta làm theo hướng hơi chuyên nghiệp một xíu. Thì cái mặt trước nó hơi gồ ghề, nó làm bằng thép này kia. Thì thật ra nhiều khi đưa vô gia đình nhìn nó cũng hơi thô một xíu. Tuy nhiên Navision này lại khác. Navision này thì họ đưa đến những cái thiết kế nó khá là tỉ mỉ, khá là chỉnh chu và nó khá là đẹp dành cho gia đình. Như mọi người thấy đây ha. Nguyên một cái mặt phẳng lì, không có gì hết trơn, ngoại trừ có nút nguồn đây, bấm vô bấm ra. Đó, on off rồi ha. Rồi bốn cái nút volume và một cái khe tản nhiệt là hết rồi đó. Lý do tại sao có cái khe tản nhiệt ở đây á là cái quạt tản nhiệt nó phía sau này, đúng một đường luôn, thì quạt hút ra đây, tản nhiệt ở đây là xong. Trong này thì nó có lưới chống bụi nha, vì nó đã chống thì nó phải có lưới chống bụi ở đây để tránh âm thanh đi vào, tránh bụi đi vào. Rồi phía mặt ngoài này thật sự là không có gì luôn á, nó phẳng, một mặt phẳng lì luôn. Nếu mà cái này mà mấy bạn bố trí lên, mọi người bố trí lên cái kệ mà nó lên cái kệ á, nhìn cái mặt này nó cực kỳ sang mà nó cực kỳ đẹp đó. Thường thì con này công suất của nó là bao nhiêu nhỉ, 4 × 450W 8 ohm. Thì thường thì nó ghép với những cái loa, cái dàn mà mình hay ghép với những dàn bâu hoặc là những dàn mà tầm 2,5 tấc á, đánh mà hai loa một sub á là ghép con này là vừa luôn, là êm luôn. Nó biến trở thì vặn khá êm tay nha mọi người, chứ không phải như các thương hiệu khác ha, không phải như đồ mấy đồ Trung Quốc, mấy này biến trở vặn êm tay lắm đó, nhìn quá đã. Rồi tiếp tục đến phía sau. Ê, trời, nặng. Con này nặng dữ lắm mọi người, nặng khủng khiếp luôn á. Thì mình không rõ tại sao mình chưa có khui thùng con này ra, khui con này ra xem nó như thế nào, nhưng mà đầu tiên là thấy nó cực kỳ nặng rồi đó. Đó, như mình nói là nãy mình nói nè, có cái quạt tản nhiệt phía sau nè. Đó, mọi người thấy ha. Ở đây có số series number của nhà hãng. Sản phẩm của Navision thì hầu hết là bảo hành qua số series hết, nên là nhìn vô là biết liền là bảo hành hay không này kia, còn bảo hành hay không là có hết nha. Rồi đây, 4 đường input vô đây. Canon có. Rồi cắm jack cũng có luôn. Đó. Bridge có đàng hoàng nha mọi người, bridge luôn nha. Chập kênh lại đánh. Bridge là chập kênh á. Thường thì khi mà đánh hai loa mà một sub á, một sub hơi á, thì hai kênh này mình sẽ cho nó làm đánh kênh left, kênh right, với hai kênh này thì mình chập vô mình đánh sub cho nó lực. Đó, thường là như vậy. Đó, về một cục đẩy thì nó cũng đơn giản vậy thôi, cũng không có gì để giới thiệu nhiều. Tuy nhiên mình cái là mình thích đấy là thứ nhất đây là một thương hiệu đến từ Việt Nam. Tuy nhiên dù là đến từ Việt Nam nhưng các sản phẩm của Navision á đều được cái độ hoàn thiện á, với cái độ thẩm mỹ á, nó cực kỳ đẹp, mà nó đưa vô gia đình nó cực kỳ hợp luôn á. Cái bon này là một, là con thứ hai là mấy con mà âm ly của nó cũng vô cực kỳ đẹp luôn. Ngoài ra có con micro nữa, bên mình cũng có con micro của nó, đây cho mình cho mọi người coi con micro của nó, nếu mà nó đi cùng bộ với nhau á nó đẹp cỡ nào. Bởi hàng của Navision là nó đi theo
làm đèn không á. Đó mọi người nhìn nè, nếu mà đi vô một bộ như thế này, đó, thấy đã không? Navision Avido hầu hết là thiết các thiết kế là đen với vàng thôi, chữ cũng màu vàng luôn, nấm màu vàng luôn đó. Kể cả có micro như thế này, micro này thì bên mình bán khá nhiều rồi. Micro này là micro đèn Navision nó 86, micro đèn á. Cái con này tiếng cũng khá tốt nè, khi này cái tiếng trung thực á, cái độ trung thực của nó cũng phải xem với thằng xua. Tuy nhiên nó vẫn có một cái chút ảo cho mình, kiểu như là mình dễ hát karaoke, bởi vì dù thứ mic này làm ra vẫn là để karaoke mà, nên là nó sẽ không trung thực chính xác được như xua, nhưng mà về độ tương đối là nó cũng tương đối giống á. Đó thì mình đánh giá rất là cao cái dòng này thì mình thường ghép với những bộ mà giá trị cao á, thì mình sẽ đưa con này vô ha. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới giới thiệu cho mọi người xong khái quát về cái con cục đẩy Navision No 1000 này. Về giá thành của nó thì nó sẽ rơi vào khoảng 15 đến 16 triệu một sản phẩm. Thì nó cũng khá phù hợp cho khách hàng để khách hàng đầu tư cho bộ dàn karaoke của mình ha. Thì nếu mọi người thích nội dung này á, thì mọi người có thể bấm like, bấm share, subscribe cho mình. Thì clip tiếp theo thì có thể mình sẽ khui thùng nó ra để coi xem là các linh kiện bên trong nó sẽ như thế nào, nó có các linh kiện của nó xịn sò hay không, nó có xứng đáng cái tầm tiền với lại có thể so sánh được với các thương hiệu khác đến từ Trung Quốc, đến từ Anh hay đến từ Mỹ hay không. Thì mời mọi người cùng đón chờ các clip tiếp theo ha. Clip đến đây là hết rồi, thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Mình là Khánh, bye bye.